Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 15, Mượn lực gió đông 03. Thành Ôn bào lạnh lùng nhìn Huyền Úc Nguyệt Đán, Huyền Úc Nguyệt Đán thong thả nói tiếp, y là một người rất trọng tình cảm, cho nên y muốn cứu giang hồ, vì một người bạn cũ của y đã mong y làm người tốt lý do chỉ đơn giản như vậy thôi. Thành ôn bào thản nhiên nói, có vẻ như ngươi hiểu y rất rõ nhỉ. Huyền Úc Nguyệt đán chậm chậm xoay người lại, nhìn về phía vách núi truyền tới tiếng sáo, ta và y như hai tấm gương vậy, đều có thể phản chiếu đối phương hết sức rõ ràng. Thành ôn bào lạnh lùng, chẳng lẽ mục đích ngươi nói chuyện với ta đêm nay chỉ là muốn cho ta biết đường lệ từ là một nam nhi tốt đẹp, trọng tình trọng nghĩa, muốn kiếm hội của ta nhìn y bằng cặp mắt khác uyển úc nguyệt đán mỉm cười có đôi khi con người ta hành động hay nói chuyện không nhất thiết phải vì mục đích gì cả chẳng qua đúng lúc trong lòng đang suy nghĩ lại vừa hay gặp được đúng người ở đúng nơi nên dễ dàng nói ra miệng thành ôn bào nghe vậy chỉ cười khẩy không đáp gió núi bất ngờ thổi mạnh hơn ngày càng thêm dữ dội tiếng sáo bị nhấn chìm trong tiếng gió bên tai hai người chỉ còn lại tiếng gió rít gào điên cuồng vô hạn kèm theo đó là tiếng xào sạc của cành khô lá rụng gãy vụn bên dưới vách núi huyền úc nguyệt đán lắng nghe một lát hôm nay gió sẽ rít gào cả đêm trên núi cao phủ đầy băng tuyết khí hậu cũng biến đổi khó lường gọi y lên đây đi hắn thong thả nói hết rồi xoay người bước vào rừng cây tầm mắt tuy không nhìn rõ nhưng hắn đã quá quen với con đường này rồi nên đi lại không khác gì người thường vị công chủ trẻ tuổi tướng mạo ôn hòa này vì khi thế không lấn át người ta, cũng chẳng biết võ công, nhưng lời lẽ nói ra không hề dưới cơ người khác, quả đúng là nhân tài khó gặp. Thành ôn bào tiến lên vài bước, đứng sát vách đá. Gió núi lướt qua người hắn, trong giây lát hắn cảm thấy khí tức ngưng trệ, trong lòng đột nhiên rét run. Gió ở núi này không tầm thường, nếu là người thường thì chỉ e đã bị gió cuốn bay lên trời ngay lập tức. Nội thương của hắn mới khỏi, chân khí chưa khôi phục, đứng bên vách đá lại có cảm giác trông tranh. Hắn nhìn xuống dưới, thấy đường lệ từ đã đứng dậy khỏi cành cây khô, nhưng y không định đứng dậy đi về mà lại dẫm lên ngọn cây, đứng nơi đầu gió, bàn chân y cận kề vực sâu vạn trường. Y cứ thế nhìn đăm đăm xuống biển mây sông băng bên dưới, cành cây khô dưới chân vang lên tiếng kéo kẹt, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy gục trong cơn cuồng phong. Mái tóc bạch kim của đường lệ từ xóa tung, tay áo bay phần phật sắp rách. Đột nhiên y nhắm mắt lại, nâng cây sáo gãy trong tay lên, nhẹ nhàng xoay người tựa như đang múa. Một đảo kiếm khí bỗng ập tới, một quầng sáng lóe lên chém rách mây mù và gió núi, nhắm thẳng vào thân cây khô dưới chân đường lệ từ. Đường lệ từ nghe tiếng bèn dơ sáo lên ngăn, chỉ nghe kim loại va nhau đánh keng một tiếng, trên tay y chỉ cầm nửa cây sáo đồng dư lực từ chiêu kiếm này khiến cây khô dưới chân y gãy đổ rơi xuống vực sâu vạn trường đường lệ từ tung người bay lên nhẹ nhàng đáp xuống vách đá khẽ mỉm cười với người vừa vung kiếm tỉnh rồi sao tưởng ngươi muốn nhảy xuống dưới kia chứ ta đã chặt hộ ngươi chỗ đặt chân sao ngươi lại không nhảy thành ôn bào lạnh lùng hỏi còn lên đây làm gì đường lệ từ đáp ta nào dám chứ tính mạng của ta là do thành huynh cứu nếu ta nhảy xuống khác nào phụ ý tốt của thành huynh. Máu thịt tóc da mẹ cha ban tặng, không thể hủy hoại. Áo quần y bị gió giữ thổi xác sơ, tóc tai tán loạn, cơn gió bút thổi từ đỉnh núi tuyết, khiến gò má y ửng hồng, như đào như mận, lộ ra vẻ diễm lệ mờ mờ ảo ảo. Đêm hôm khuya khoát, trên vách núi trăm trưởng thì có gì mà xem? Thành ôn bào chắp tay xoay người, hay là đang ăn năn hối cải? giang hồ bị ngươi khuấy tung thành bãi chiến trường nên thu dọn thế nào đây? Đường lệ từ khẽ mỉm cười, đêm hôm khuya khoát, trên vách núi trăm trưởng, cuồng phong gào thét chính là giờ đẹp phong cảnh đẹp. Tùy người không nhìn thấy, nhưng lẽ nào không ngửi được gì sao? Thành ôn bào thoáng khựng lại, ngửi được gì cơ? Đường lệ từ khẽ phất tay áo, ngửi được gió đưa mùi hương hoa quế, hoa lan, hoa hồng, hoa nhài, mỗi thứ một ít đủ cả, cực kỳ náo nhiệt mùi hương, thành ôn bào chợt tỉnh ngộ, không lẽ, đường lệ từ trầm chậm chắp tay trái ra sau lưng, người lên núi hẳn là kẻ đã đánh ngươi trọng thương. Thành ôn bào đột nhiên mở mắt, bước lên phiến đá lớn nằm kề vách núi, đăm đăm nhìn xuống, mông diện hắc tỳ bà, thiên hoa bạch y nữ. Đường lệ từ khẽ thở dài, quả nhiên là hắn, bên dưới vách núi mây mù cuồn cuộn khí lạnh bốc lên, ngoài một mùi hương rất nhạt thổi lên từ lưng chừng núi thì chẳng thấy gì nữa bích lạc công gặp nạn thành ôn bào bình thản nhiên là ngươi mang tai họa đến đây hủy hoại trốn thanh tịnh nằm ngoài trần thế này tối nay nhất định máu chảy thành sông đường lệ từ vung tay áo đột nhiên xoay người lại ta muốn diệt trừ mối họa tinh quỷ cửu tâm hoàn lẽ nào đây không phải cách tốt nhất gương mặt thành ôn bào toát ra vẻ diễu cợt ha 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 mượn danh bích lạc cung đối đầu với kiếm hội trung nguyên, dụ phong lưu điềm lộ mặt, còn lưu lại dấu vết dẫn phong lưu điềm đến bích lạc cung chém giết. Người hy sinh cả môn phái của huyền Úc Nguyệt Đán, muốn quyết chiến một trận với chủ nhân tinh quỷ cửu tâm hoàn ở đây. Nhưng đường lệ tự à, khi ngươi mượn lực ủ huyền Úc Nguyệt Đán, lương tâm ngươi để đi đâu? Hắn có biết ngươi ôm ấp giá tâm gì không? Cho dù có thắng trận này đi chăng nữa, thì ngươi làm sao đối mặt với những anh linh sắp hy sinh trong đêm nay? Huyền Úc Nguyệt Đán cũng mong dựa vào trận thắng này để bích lạc cung xưng vương trung nguyên, kết thúc nỗi khổ phiêu bạt tha hương. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chẳng lẽ bích lạc cung gây dựng mấy năm nay mà không đánh nổi một trận? Đường lệ từ quay lưng về phía thành ôn bào, uổng công ngươi hành tẩu giang hồ hai mươi mấy năm nay, ngươi muốn chiến tích muốn thành công muốn danh vọng muốn công bằng muốn chính nghĩa, sao có thể không hy sinh? Chẳng lẽ người cứu người trừ ác, bản thân lại chưa từng bị thương hoặc chưa từng nợ ân tình người khác sao? Thành ôn bào cười lạnh, cứu người mà bị thương là chuyện bình thường, nhưng ngươi không hy sinh bản thân mà lại hy sinh người khác, chẳng lẽ còn muốn ta khen ngươi anh minh nhất trần đời sao? Làm sao ngươi biết ta hy sinh người khác mà không chút động lòng? Đường lệ từ hạ giọng, trước khi trách móc người khác, ngươi có nghĩ ra phương án nào tốt hơn không? Thành ôn bào ngẩn ra, đường lệ từ thong thả đi đến bên người hắn, áo bào rách bươm bay phần phật trong cơn gió núi điên cuồng, không có cách nào tốt hơn, vậy thì những chỉ trích của ngươi chỉ là nói xuông, hoang đường. Tay y vòng ra sau lưng thành ôn bào huyết nhẹ một cái, thì thầm, nực cười. Thành ôn bào bất ngờ chưa kịp đề phòng đã bị y đẩy xuống vách núi, vội vàng vận khí bay lên, chật vật đặt chân lên mỏm đá hắn ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng đường lệ từ trong lòng vừa giận vừa sợ chăm mối ngổn ngang đây là đòn trả đũa cho nhát chém gãy cây của hắn ban nãy à hay là quả đáp lễ cho những lời chỉ trích vừa rồi của hắn tuy bên dưới vách núi có mỏm đá chìa ra nhưng y làm sao dám chắc hắn sẽ đặt chân vào đúng mỏm đá này mà không rơi xuống vực sâu vạn trượng kia đường lệ từ là một kẻ độc như rắn rết thở ra khí độc mù mịt nọc độc ngấm sâu vào xương tùy. Đừng nói là thành ôn bào không hiểu, có khi chính bản thân y cũng không biết, khi huyết một cú nhẹ nhàng ấy, trong lòng y thật sự muốn gì? Là nỗi căm ghét với kẻ địch không trung lập trường, hay là đòn trả thù những lời chỉ trích, hay là hành động gian đe nho nhỏ để lập uy, hay đơn giản chỉ là bất mãn với thành ôn bào? Vì theo đuổi chính nghĩa giang hồ, tiêu diệt hiểm họa từ thuốc cấm mà không chừa thủ đoạn, rốt cuộc là y tin vào ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Chính nghĩa công bằng sẽ chiến thắng gian tà ích kỷ, nhân gian chắc chắn sẽ được tự do yên bình. Hay là y theo đuổi một lời hứa với bạn thân, đuổi theo bóng dáng của tình bạn trong quá khứ, để thỏa mãn nỗi tiếc nuối sâu thẳm trong lòng mà không ngại nhuộm máu miêu nha phong, chẳng liên quan gì đến công bằng chính nghĩa. Nếu không phải đường lệ từ thì không ai trả lời được mà dù có là đường lệ từ thì y thật sự có thể trả lời từng câu sao? Khởi bẩm cung chủ, vọng nguyệt đài báo về, dưới núi có một đám thiếu nữ áo trắng thân phận bất minh, tổng cộng 36 người đang leo lên miêu nha phong. Bích lạc cung không canh gác ở hầm thủy tinh, miếng băng ở miệng hầm lại bị thành ôn bào đánh vỡ, theo tính toán thì không quá một canh giờ nữa, họ sẽ tìm được đường sông vào cung. Tin tức khẩn cấp qua miệng thiết tĩnh lại không nghe ra chút khẩn cấp nào, Huyền Úc Nguyệt Đán vừa từ Nhai Vân Đỉnh về, nghe vậy nếp nhăn nơi khóe mắt hơi giãn ra, có kẻ địch đánh úp, nổi trống lên, ai năng lực yếu thì rút lui theo hầm băng, những người còn lại tập trung ngăn địch. Hắn hạ giọng, truyền lệnh của ta, như ta đã nói hôm trước, trận chiến hôm nay vì chính nghĩa cho giang hồ, để Bích Lạc cung trở về trung nguyên, lưu lại một con đường cho con cháu đời sau đi. Vì ba điều này, nhất định phải dốc hết sức mình thiết tĩnh nhận lệnh lui ra, huyền úc nguyệt đán ngồi yên trong phòng. Bốn bề im ắng không một âm thanh, tựa như bốn phương tám hướng không còn thứ gì tồn tại, tất cả dường như đã chết. Cửa phòng từ từ mở ra đánh cạch một tiếng, có người bước vào phòng nhưng không đóng cửa, dưới vách núi có người đánh lên à. Ngữ điệu lạnh lùng cao ngạo ẩn chứa sát ý, chính là giọng của thành ôn bào. Huyền Úc Nguyệt Đán đứng lên, đi tới cạnh bàn thong thả rót một chén trà, mỉm cười, Thành Đại Hiệp là khách quý, mời dùng trà. Thành ôn bảo hờ hững hỏi, ồ, ngươi đã biết có người đánh lên núi rồi à? Huyền Úc Nguyệt đán đáp, biết, Thành ôn bảo đưa tay ra nhận chén trà ấm kia, một hơi uống cạn, ngươi định thế nào? Huyền Úc Nguyệt đán vẫn mỉm cười, đánh đến chết thì thôi. Thành ôn bảo liếc nhìn hắn, đặt cạch chén trà kia trở lại bàn, ẩn cư thế ngoại, không nhuốm gió bụi giang hồ, có gì mà không tốt thiếu niên như người dã tâm bừng bừng, mưu cầu vương đổ bá nghiệp, muốn xưng hùng thiên hạ. Nhưng con đường xưng hùng nhuốm đầy máu tanh kia lẽ nào không đáng là gì trong mắt ngươi? Gốc rễ của Bích Lạc Cung là ở Trung Nguyên, huyền Úc Nguyệt Đán vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, hạ giọng thành đại hiệp, ta phải về Lạc Thùy. Chân mày thành ôn bảo run run, huyền Úc Nguyệt Đán chặn họng hắn luôn, lá rụng về cội, Bích Lạc Cung không muốn vượt lên trên bất kỳ môn phái nào nhưng ta cần mượn uy danh của trận chiến này để quay về lạc thủy hắn tiến lên một bước quay lưng về phía thành ôn bào chúng ta phải trở về lạc thủy chân mày run rẩy của thành ôn bào từ từ dịu lại hắn lạnh lùng nhìn huyền úc nguyệt đán cái giá để trở về nhà là một con đường máu huyền úc nguyệt đán quay người sang gương mặt trắng ngần thanh tú nở một nụ cười ôn hòa xưa nay ta vẫn chỉ đi trên một con đường thành ôn bào đưa tay nhấc ấm trà trên bàn ngậm vòi ấm tu một ngụm trà lớn, ha ha ha, mơ mộng viển vông. Thiếu niên sắt máu vô tình à, giang hồ có quá nhiều kẻ nhiệt huyết như ngươi nên mới xảy ra lắm chuyện thế đấy. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười, không dám, nhưng bây giờ thành đại hiệp có thể nói cho ta biết, vết thương của ngươi là ai gây ra không? Trên đời rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến thế, đủ sức đánh thành đại hiệp trọng thương cỡ này. Mông diện hắc tỳ bà, thiên hoa bạch y nữ tay thành ôn bào siết chặt chuôi kiếm. Nhắc đến mười chữ này, bàn tay hắn dường như lại nóng lên, giống như cảm giác gượng gạo, căng thẳng và hưng phấn vào lần đầu tiên rút kiếm đối đầu với cường địch năm hắn 14 tuổi, một kẻ mặc áo đen, mặt che khăn đen, đầu trùm vải đen, ôm một cây đàn tỳ bà màu đen vẽ hình trăng sáng mai đỏ, theo sau là 36 cô gái đeo khăn lụa trắng che mặt, đứng ra cản đường ta. Huyền Úc Nguyệt đán khẽ à lên như khen ngợi lại như cảm thán, thế trận thật lớn, sau đó thì sao? Thành ôn bào phất áo, quay lưng lại với hắn, sau đó hai tên tiểu đạo sĩ thiếu huyền và thiếu kỳ của võ đang ra tay đánh lén. Hai cái đó bốc phét là gặp phải ma đầu vi bi ngâm giết người thành cuồng ở nơi núi băng vực tuyết lạnh lẽo, đến vấn kiếm đình mời ta đi, kết quả là dụ ta vào bẫy. Đôi mắt non nớt đen trắng rõ ràng của huyền Úc Nguyệt Đán ngước lên, có vẻ kinh ngạc. Ô. Thành ôn bào cười nhạt, ta đánh văng hai thằng nhóc vô chi kia, đám thiếu nữ áo trắng bèn xiết vòng vây lại. Khi ta bị họ khống chế, người áo đen bèn gảy đàn. Ta không ngờ trên đời lại có người luyện được thuật âm sát đến trình độ này, chỉ một cái gảy đàn. Huyền Úc Nguyệt đán ngắt lời hắn, ta hiểu rồi. Thành ôn bảo im lặng, không kể chi tiết trận thua thê thảm của mình nữa. Sau đó ta bị ép sông lên miêu nha phong, tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nếu không ai cản nổi thuật âm sát thì chỉ có người điếc võ công cao cường mới đối phó được với vị khách áo đen che mặt này." Huyền Úc Nguyệt đán nói, "Tiếc rằng, Thành Ôn Bảo hừ nhẹ, "Tiếc rằng trong Bích Lạc Cung không có người điếc võ công cao cường, mà cả giang hồ này cũng chưa từng nghe nói có nhân vật nào như thế." Huyền Úc Nguyệt đán khẽ cười, "Nếu không có người điếc võ công cao cường vậy phải tìm tuyệt đại cao thủ không bị thuật âm sát ảnh hưởng minh ngăn cản được thành ôn bào chậm rãi xoay người lại không bị thuật âm sát ảnh hưởng một là không có nội lực nên không bị nội khí tự chấn động gây thương tích hai là cũng tinh thông thuật âm sát như vậy không bị âm thanh này chấn động nụ cười của huyền úc nguyệt đán ngày càng thêm nhu hòa nếu đã có người chữa được tổn thương gây ra do thuật âm sát một cách dễ dàng thì không chừng y cũng có thể dễ dàng chống lại thuật âm sát Đôi mắt Thành Ôn bào lóe lên tia sáng rực rỡ, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi đã âm thầm lên kế hoạch điều binh khiển tướng trong lòng, chẳng trách địch đã kéo đến chân núi mà ngươi còn nhàn nhã ngồi đây uống trà." Huyền Úc Nguyệt đán khẽ thở dài, vết thương của Thành Đại Hiệp vẫn chưa lành hẳn, "Xin hãy ở lại đây điều tức, trận chiến tối nay không phiền đến Thành Đại Hiệp ra tay." Đúng vào lúc này, bầu trời phía trên vách núi vang lên một hồi chuông du dương, tiếng chuông trong vắt sau giây lát đã vang vọng bốn bề núi non, cứ miên man không ngừng, thanh âm mờ ảo êm ái tựa như khúc nhạc trời. Sau tiếng chuông, vạn vật im lìm trở lại, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của Bích Lạc Cung, đường như ngay cả mấy người chỉ vân, thẩm lang hồn cũng hoàn toàn biến mất. Thành ôn bào đứng chắp tay nhìn cánh cửa trống vắng. Cửa phòng vẫn mở, cuồng phong bên ngoài lùa vào phòng, thổi tấm rèm lụa bay phơ phất, rèm ngọc kêu lanh canh ngày xưa trên chiến trường binh khí giao tranh, máu văng ba thước chưa từng thiếu lưỡi kiếm của thành ôn bào, chưa từng thiếu hiệp nghĩa của thành ôn bào. Nhưng trận chiến tối nay là lần đầu tiên hắn không phải nhân vật chính, lần đầu tiên hắn không biết trận chiến tối nay có đáng để hắn ra tay giúp đỡ hay không. Ngày xưa hành tẩu giang hồ, chính tả đen trắng đơn giản rõ ràng, nâng tay hạ kiếm, vùng kiếm chém gian tà, để cao chính đạo. Nhưng trận chiến tối nay một bên là tổ chức thần bí không rõ tội chứng, một bên là dòng dõi bích lạc nuôi trí xương vương, không có chính nghĩa đơn thuần, không có kết quả đơn thuần, chống trả đòn tấn công của kẻ áo đen bịt mặt, diệt trừ mối họa ẩn nấp trong giang hồ hiển nhiên không sai. Nhưng phe mà hắn rút kiếm ra trợ giúp có thật sự xứng đáng để hắn rút kiếm hay không? Là vương giả của giang hồ mai sau, hay là mối họa ngầm của giang hồ ngày tới? huống hồ trong trận chiến này còn có đường lệ từ không chừa thủ đoạn mục đích khó lường đây là lần duy nhất trên đời tay phải thành ôn bào cầm kiếm nhưng không biết có nên ra tay hay không có lẽ bọn họ lưỡng bại câu thương hoặc tam bại câu thương lại chính là kết quả tốt nhất cho giang hồ nhưng có nên cứu những mạng người vô tội chết oan trong trận chiến này không sao có thể không cứu nhưng nếu cứu thì phải rút kiếm mà lập trường để rút kiếm đâu và lý do là gì? Nhìn ra ngoài khung cửa trống vắng chỉ thấy lá rụng cành khô bị gió cuốn bay ảo ảo. Đất cát băng đá lăn loạn xả trên đất, thành ôn bào cầm kiếm đứng trầm tư. Trên miêu nha phong, trước hầm thủy tinh truyền đến từng luồng hương thơm thoang thoảng. Vài chục thiêu nữ áo trắng bày trận đợi sẵn, những người còn lại chậm rãi trèo lên đỉnh núi là những kẻ bất minh mặc quần áo khác nhau, cao thấp không đều, chỉ có mặt nạ họ đeo là giống nhau đám người này đông hơn thiếu nữ áo trắng rất nhiều, ước chừng khoảng 200 người. Chỉ một lát sau, đám người đeo mặt nạ đã đi qua hầm thủy tinh, bước lên dây thừng quá thiên đến được thanh sơn nhai, chỉ cách lan y đình chừng trăm trường. Ta bảo đêm hôm khuya khoát mà có cái thứ gì lén lén lút lút bò vào sân nhà người ta, hóa ra là một bầy sâu gió mặt dày mày dạn trông giống hệt nhau. Trong cơn cuồng phong buốt giá, dưới một trời lá rụng bay phơ phất, có âm thanh truyền tới từ trên đỉnh đầu nghe giọng nói lạnh lùng kia thì có vẻ như người này đã ngồi đợi trên cây từ lâu lắm rồi sao lại là sâu gióm một giọng nói nữa truyền đến từ một gốc đại thụ khác trên thanh sơn nhai nghe hết sức bình thản vì sao không phải chuột vì bò lồm ngồm trên đất màu sắc đa dạng con dài con ngắn thì chỉ có sâu gióm thôi người trên cây đối diện nói chuột chạy còn nhanh hơn chúng thì ra là vậy người trên cây bên này hỏi vậy người giết sâu hay ta giết ta chỉ giết người giết sâu là sở trường của ngươi người đối diện đáp năm đồng một con giết trước trả sau năm đồng thì cũng không tệ vậy mấy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành hoa nhường nguyệt thẹn phía sau ta nhường ngươi đấy ta vô cảm với mỹ nhân vậy càng tốt bên này vừa tán gẫu xong thì đám người đeo mặt nạ đã leo hết qua dây thừng quá thiên sang bên này mấy thiêu nữ áo trắng chầm chậm leo thừng sang tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua cử chỉ có thể thấy họ hết sức kinh ngạc vì không ai ra tay chặt đứt dây thừng quá thiên các vị mỹ nữ thân yêu ơi đêm hôm khuya khoát mò vào sân nhà người ta là dễ xảy ra chuyện các ngươi không ngờ lắm đấy một người thong dong nhảy xuống từ gốc cây đối diện áo trắng tiêu sái vác đao trên vai chính là chỉ vân có thể nói xem nửa đêm các ngươi leo lên núi để làm gì không làm gì à chúng ta muốn tiêu diệt bích lạc cung. Trong đám thiếu nữ áo trắng che mặt, có người cất giọng trong trẻo đáp lại, bất cứ kẻ nào dám to gan che giấu đám người đường lệ từ thì chỉ còn một con đường chết. Thật á, chỉ vân lạnh nhạt nói, vậy ta ngồi đây giữa đêm cho gió lạnh táp vào mặt để làm gì ngươi biết không? Cô gái áo trắng che mặt không đáp, lại nghe chỉ vân nói tiếp, để bất cứ kẻ nào dám bước vào bích lạc cung hoặc cái mồm ra đòi giết người, bất kể là gái đẹp hay gái xấu, cũng chỉ còn một con đường chết. Tiểu tử ngông cuồng, một cô gái áo trắng khác tiếp lời, các chị em đâu, giết hắn. Vì tôn chủ, ta phải san bằng bích lạc cung, trong đám thiếu nữ áo trắng che mặt có người hô theo, có người khẽ gật đầu. Chỉ nghe soạt một tiếng, 36 người đồng loạt rút binh khí ra. Chỉ vân ngẩn người, hắn cứ đinh ninh đám nữ nhân này là sát thủ được huấn luyện chung với nhau trong cùng một tổ chức nhưng binh khí 36 người rút ra lại mỗi người một kiểu, đao kiếm tiêu đàn tơ lụa ám khí đủ cả. Dù hai người cùng xài đao thì hai thanh đao cũng có hình dạng kích thước chẳng dính gì đến nhau, hiển nhiên họ tuyệt đối không phải đồng môn. Là kẻ nào dụ dỗ 36 thiếu nữ khờ khảo không cùng sư môn làm ra chuyện thương thiên hại lý này. Tôn chủ trong miệng các nàng đúng là tội ác, tài trời không thể tha thứ. Các vị huynh đệ, hôm nay chính là thời cơ để mọi người bày tỏ lòng trung thành ngưỡng mộ và phục tùng với tôn chủ đêm nay ai không dốc hết sức chính là bất trung với tôn chủ mà đã bất trung với tôn chủ thì còn sống trên đời mà làm gì ai không thắng được kẻ thù thì phải chết cô gái áo trắng ban nãy lên tiếng đầu tiên lúc này hô vang giọng nói trong trẻo như vậy hẳn là còn rất trẻ nhưng mở miệng ra là đòi lấy mạng người thật không biết dưới bàn tay dạy dỗ của tôn chủ mạng người trong lòng nàng rốt cuộc đáng là gì? Đám người đeo mặt nạ nhỏ giọng phụ hỏa, mà trong lúc ấy, từ ngọn cây bên này bất ngờ có mấy chục tia sáng bạc lóe lên, bắn vào bọn họ. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người ôm ngực loạn choạng, có người tái mặt hét lên, xạ ảnh châm. Người trên cây bên này im lặng ngồi yên, bóng cây đông đưa, dường như hắn đã tan vào gió, không nhìn ra chút dấu vết vào. Chỉ Vân nắm đao bạc cười ha hả, lên đây nào. Trong đám thiếu nữ áo trắng có một người cầm đao bước lên, một người dương kiếm đứng sau lưng Chỉ Vân, một người lùi lại mười bước, chắc là quen đánh từ xa. Còn một người nữa hai tay trống trơn đứng bên phải Chỉ Vân, dường như khá tự tin vào công lực của mình. Chỉ Vân ngẩng mặt lên cười, để ta xem mấy con nhãi danh miệng còn hôi sữa này rốt cuộc là con gái bất hiếu nhà ai. Nhất hoàn độ nguyệt của hắn chỉ thẳng vào cô gái cầm đao đối diện, đầu tiên là ngươi, giữ khăn che mặt cho kỹ. Cô gái kia múa đao sông lên, nghe tiếng đao vút qua như tiếng huyết gió, ánh đao sáng loang loáng, công lực cũng không hề yếu. Chỉ vân đưa tay ra túm, ngón tay hắn nhắm thẳng vào khăn lụa trắng che mặt nàng. Ba cô gái xung quanh nghe tiếng liền động thủ, người đứng đằng xa vung tay lên, Bốn mũi phi tiêu lao vù vù nhắm vào các đại huyệt trên người Chỉ Vân. Cô gái cầm kiếm vung lên, hơi lạnh lướt qua da thịt, đây chính là âm công Hàn kiếm. Người cuối cùng tay không tung ra một trường, Chỉ Vân đột ngột xoay người lại đỡ trường. Đao kiếm hay ám khí hắn không thèm để vào mắt, nhưng một trường này từ công lực, góc độ, thời cơ cho đến trường pháp đều cao cường, là chiêu đặc sắc nhất. Chỉ nghe một tiếng bốp nhỏ, bàn tay hai người đập vào nhau, chỉ vân chấn động toàn thân, cô gái áo trắng cũng toàn thân chấn động, ngửa người muốn lui. Nhưng chỉ vân tiếp trưởng xong bất ngờ nhoài người lên, tóm lấy khăn che mặt của nàng, mặt hắn tái mét, ngươi. Cô gái áo trắng bị trưởng lực của hắn chấn động, liên tục lùi ba bước. Nàng không ngờ chỉ vân lại ra tay nhanh đến thế, trên mặt thoáng lạnh, khăn lụa che mặt đã bị giật mất, sắc mặt khẽ thay đổi chỉ vân tay cầm khăn lụa giận tím cả mặt ngươi ngươi cô gái áo trắng này có nước da sáng gương mặt trái xoan chiếc mũi thon dài vô cùng trong trẻo dáng người cao giáo, vòng eo nhỏ nhắn chính là vợ chưa cưới của chỉ vân minh nguyệt thiên y bạch tố sa con gái bạch ngọc minh của bạch phù chỉ vân thử tung một chiêu bóc ra thân phận nàng giận đến nỗi lỗ âm ngực muốn nổ tung không ngờ lại là ngươi chương 16 mượn lực gió đông không bốn. Khăn che mặt của Bạch Tố Sa bị giật mất mà sắc mặt nàng chỉ hơi biến đổi. Nhưng thấy chỉ vân giận đến đỏ bừng mặt mũi, vành mắt cũng đỏ, nàng lại cảm thấy hơi áy náy và tủi thân, nhỏ giọng nói, là ta. Ha ha, là ngươi thì càng tốt, hôm nay nếu không chém dụng được đầu ngươi thì ta lập tức đổi cái tên chỉ vân này, gọi là vân rùa đen đội nón xanh. Chỉ vân lạnh lùng nói, đường đường là con gái bạch ngọc minh, vậy mà ngươi lại che mặt lén lén lút lút đi theo cái tên tôn chủ mờ ám kia ra tay lấy mạng cả nhà người ta nếu cha ngươi mà biết ngươi làm ra mấy chuyện tốt đẹp cỡ này thì có tức chết không nhưng ngươi yên tâm đi ngươi chết rồi lão tử cũng không kể chuyện ngươi từng làm cho cha ngươi biết đâu tránh cho người trong bạch phủ đều bị ngươi chọc tức đến tồn thọ ta mặt bạch tố xa truyền đỏ lại truyền trắng ta cô gái cầm kiếm đứng cạnh nàng cất giọng mềm mại Bạch tỷ tỷ, mặc kệ hắn đi. Vì tôn chủ, tỷ đã thề vứt bỏ quá khứ, việc gì cũng dám làm mà. Đừng nói mấy lời vô dụng nữa, xiên hắn luôn đi. Bạch tố sa ngẩng đầu lên, chỉ vân cầm đao cười khẩy giết ta. Có bản lĩnh thì cứ lên đi. Bạch tố sa lại nói: các chị em, kẻ này võ công cao cường, năm người ở lại giữ chân hắn, số còn lại đánh vào bích lạc cung, diệt cả cung từ trên xuống dưới bất kể nam nữ gà chó không tha lời vừa nói ra mọi người lập tức gào lên ủng hộ sau đó năm người ở lại những người khác lướt qua chỉ vân xông thẳng vào đình đài lầu gác chỉ vân nổi giận đùng đùng tổ sư cha mấy con điên này nạp mạng đi nhất hoàn độ nguyệt bay ra đánh con một tiếng bay thẳng vào ngực bạch tố xa. người đeo mặt nạ đua nhau lao qua bên cạnh hắn xông vào bên trong bích lạc cung trên ngọn cây có châm bạc phóng xuống, nhưng không cản được sóng người cuồn cuộn ủ lên. Chợt có bóng người loáng lên, thẩm lang hồn đã đứng chặn giữa đường. Xưa nay hắn không dùng binh khí, nhưng giờ lại cầm trên tay một nhánh cây. Tuy chỉ là một nhánh cây vung vẩy nhưng kình phong vẫn bá n ra bốn phía, ngăn cản không ít người. Những kẻ còn lại lao vào bích lạc cung, chỉ thấy trong phòng không một bóng người, cả bích lạc cung rộng lớn tựa như một tòa thành trống kẻ dẫn đầu dùng mình sợ hãi, vội gào lên, mọi người cẩn thận. Dụ người vào giỏ, nhất định có bẫy, cho dù là bẫy, nhưng nếu không bước vào thì làm sao người biết cách phá giải. Trong đám thiếu nữ áo trắng có người cười lạnh, vứt tay áo bước vào trong phòng. Nàng vừa bước vào, đám người đeo mặt nạ đã nhao nhao theo sau. Trong nháy mắt đình đài lầu các bích lạc cung đã bị những thiếu nữ áo trắng và người đeo mặt nạ chiếm lĩnh, nhưng vẫn không thấy ma nào xuất hiện. Đám người cuồn cuộn như thủy triều bắt đầu hơi rối loạn, ai nấy phấn uất khó giải tỏa, giống như đã dồn hết sức lực chỉ chờ chém xuống một đao thì mục tiêu bỗng dưng biến mất vậy. Cuồng phong gào thét giữa đêm, cung điện không một bóng người đột nhiên dâng lên một màn sương trắng mù mịt. Sương kia không biết bắt nguồn từ căn phòng nào nhưng lan tỏa rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã len qua khe cửa, cửa sổ, hành lang, lối đi, tràn ra cả đỉnh núi. Đám thiếu nữ áo trắng lẫn vào làn sương mù mịt, lại càng khó phân biệt rõ ai với ai. Trong đám người đeo mặt nạ có ai đó gào lên, cẩn thận có đâu. Lại có người hét lớn, có mai phục, liên tiếp mấy tiếng a ối, kẻ nào thảm thiết vang lên, đám đông lập tức rối loạn, tiếng đao kiếm vang lên, đã có người động tay động chân trong làn sương mù. Bên ngoài rừng cây chỉ Vân vẫn đang vung hết đao này đến đao khác về phía vợ chưa cưới Bạch Tố xa. Hắn nghe trong phòng truyền ra những âm thanh hỗn loạn, bỗng nhịn hết nổi mà bật cười. Sư bố nó, huyền úc nguyệt đán quả nhiên là hại người cực thảm, ha 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 ha. Thẩm lang hồn đang đánh nhau bên kia thản nhiên nói, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Bên kia toàn binh tốt ra trận, ngươi có thấy chủ soái ở đâu không? Chỉ vân giật mình rồi lại cười to làm như ngươi biết con hồ ly tóc trắng kia ở đâu ấy. Thẩm lang hồn cười nhạt, nói cũng phải, thôi thì bắt vợ ngươi trước, tóm hết đám kia sau. Chỉ vân cười nhạt, lưỡi đao dịch chuyển chỉ thẳng vào bạch tố xa, trong vòng 10 chiêu, lão tử sẽ lấy mạng ngươi. Bạch tố xa khẽ cắn môi dưới, lấy một con dao găm trong ngực ra, hạ giọng ta, ta thật sự có lỗi với ngươi, nhưng mà... Nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay ta tuyệt đối không thể chết ở đây gã đàn ông khiến ngươi đào hôn giết người chính là tôn chủ mà ngươi luôn mồm nhắc đến đó sao chỉ vân lạnh lùng nói lão tử giết ngươi xong sau này sẽ đốt hắn gửi xuống đó cho ngươi thay vàng mã để ngươi thanh thản ra đi lòng dạ ngươi thật sắt đá thẩm lang hồn bên cạnh bơm thêm yên tâm ta sẽ coi như ngươi chỉ nói xuông vậy thôi lỡ không xuống tay được thì cũng không cười vào mặt ngươi đâu hứ chỉ Vân phóng ra một đao, ánh đao mang theo tiếng rung thê lương của khoen bạc, nhắm thẳng vào Bạch Tố Sa. Bạch Tố Sa là tiểu thư danh môn, học hành không kém, giờ dao găm lên chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng keng giòn giã, nhất hoàn độ nguyệt đã gãy làm đôi, hai đoạn đao gãy sượt qua cổ nàng để lại hai vết thương, máu tươi lập tức đổ dòng ròng. Chỉ Vân cười nhạt, người lại còn đánh cắp đoạn giới đao của Bạch Phù. Bạch Tố Sa giơ đoạn giới đao che trước ngực, không sai, lúc rời phủ, ta, ta đã quyết định, đời này kiếp này tuyệt đối không gả cho ngươi. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng kiên quyết, bốn cô gái xung quanh đồng thanh hô lên, tên đàn ông này so với tôn chủ khác nào bùn nhão cỏ dại, bạch tỷ tỷ xiên hắn đi. Song song với tiếng quát, đao kiếm ám khí đều ra trận. Chỉ vân vung đao lên đỡ, đoạn giới đao của bạch tố xa lao lới, không hề nương tay đúng lúc hai bên đang giao chiến khốc liệt, hoa mai đỏ chợt tung bay trong gió như một ngọn lửa âm ỉ đột nhiên phà vào mặt, một người áo đỏ tóc đen chậm chậm bước tới. Nhánh cây trong tay thẩm lang hồn bỗng dưng đứt gãy, khi đoạn cây gãy bay vèo qua mặt, chỉ thấy một tên xóa tóc, mặc áo tím sẫm chắn ngay trước tầm mắt, trường kiếm trong tay dài tám thước, loang lổ những đốm dì xét. Chỉ vân và thẩm lang hồn quay ra nhìn nhau, keng keng đỡ mấy đòn tấn công trước mặt, rồi lùi lại mấy bước đứng dựa lưng vào nhau. Mai hoa dịch số, cuồng lan vô hành, gió núi gào thét điên xuồng, mái tóc dài xóa tung của cuồng lan vô hành bay phất phới. Hai tay áo của mai hoa dịch số tung bay trong gió, mai đỏ bay tán loạn trông như vết máu tấm tấm trong màn đêm đen. Cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét giết người, truyền qua mấy lớp tường nhà vẫn rõ ràng từng tiếng. Thành ôn bào đứng nhìn cánh cửa trống không, Huyền úc Nguyệt đán tĩnh tọa bên cạnh người bày ra thế trận gì tay phải thành ôn bào đang đè lên chuôi kiếm dần dần buông ra vì sao bọn họ không thể vượt qua cánh cửa kia cánh cửa mà hắn nói chính là cửa gỗ của đình viện cách cửa viện của Huyền úc Nguyệt đán mười trượng nối liền hành lang trước núi với đình viện sau núi ta giấu cánh cửa ấy đi chân mày mảnh mai đẹp đẽ của Huyền úc Nguyệt đán thoáng giãn ra hành lang gấp khúc trước cánh cửa kia có trận thế mà ta lại phun sương mù trước núi bọn họ không nhìn thấy hành lang uốn khúc này dẫn về đâu cứ đi men theo hành lang là không tìm thấy cửa thành ôn bào thong thả quay người lại chỉ đơn giản như thế thôi sao huyền úc nguyệt đán đáp đơn giản vậy thôi thành ôn bào hỏi vậy những tiếng hô giết kia thì sao huyền úc nguyệt đán đáp trong sương mù tầm nhìn bị hạn chế vừa hay bọn họ còn đeo mặt nạ không thể nhận diện nhau ta cho người trong cung trà trộn vào đó, gào thét cho loạn lòng quân. Nếu có người tách khỏi đám đông xông vào ngõ cụt thì ra tay tóm luôn. Thành ôn bào cất giọng nhàn nhạt, chuyện này cũng đơn giản vậy thôi à? Huyền Úc Nguyệt đán kẽ cười, thì chỉ có thế thôi. Hắn khẽ thở dài, không thể giết đám người đeo mặt nạ. Ta chỉ cần giết một tên thôi là đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Chân mày thành ôn bào nhíu lại rồi giãn ra, nói vậy tức là mông diện hắc tỳ bà lùa đám người bịt mặt này lên núi là để cho ngươi giết. Huyền Úc Nguyệt đán đáp, phong lưu điểm mới xuất hiện trên giang hồ nhiều lắm là ba năm, không thể nào huấn luyện được chừng ấy sát thủ. Nếu những kẻ tới đây mặc quần áo và dùng võ công khác nhau, thì rõ ràng là người bị tinh quỷ cửu tâm hoàn của hắn không chế. Hắn lại khẽ thở dài. Nếu là người đến từ những môn phái khác, nếu ta giết một người là kết oán với một môn phái, giết hai người là thành kẻ thù không đội trời chung của hai môn phái. Mà nếu họ chết rồi, thì ta làm sao chứng minh được họ uống cấm dược nên ta mới buộc phải giết. Cho nên, cho nên không thể giết người, thành ôn bào chấn động cả tâm trí, cho nên trận chiến tối nay, người đổ máu chỉ có dòng dõi bích lạc. Đôi mắt trong veo thấu triệt của huyền úc nguyệt đán khe anh nhắm lại, việc tối nay chỉ là chết trận mà thôi. Thành ôn bào bỗng đặt tay lên chuôi kiếm, rút kiếm ra ba tấc rồi ngồi tụp xuống đã thế sao vừa rồi ngươi không nói rõ huyền úc nguyệt đán đứng dậy ấn nhẹ lên bức tường trong phòng tường gỗ dịch sang một bên lộ ra một chiếc bình ngọc cao hơn một thước trông như bình rượu hắn nhắc bình rượu lên còn chưa đến gần bàn mà thành ôn bào đã ngửi thấy hương rượu nồng nàn thanh nhã huyền úc nguyệt đán đặt bình rượu ngọc lên bàn sờ đến chén trà của thành ôn bào mở nắp ra rồi tùy tiện rót rượu vào đó chất rượu trong veo như nước róc rách chảy vào chén, rót đến khi rượu đầy tràn ra cả mặt bàn. Thành Ôn Bào đón lấy bình rượu, rót cho Huyền Úc Nguyệt Đán một chén. Gian phòng ngập tràn trong hương rượu sộc lên tận mũi, thanh nhã mát lành, vô cùng dễ chịu. Huyền Úc Nguyệt Đán nâng chén lên uống, ta có chuyện nào chưa nói rõ? Thành Ôn Bào nói, bắt sống chứ không giết người. Huyền Úc Nguyệt Đán thong thả đáp, dù ta có giết người hay không thì thành đại hiệp vẫn cho rằng chuyện xưng vương giang hồ là không thể chấp nhận được đúng chứ huống chi ta không giết người cũng chẳng phải vì tâm thiện mà vì không còn đường nào khác thành ôn bào thoáng chấn động huyền úc nguyệt đán lại nói tiếp nếu đã khó đồng tình với nhau thì có nói ra kế hoạch bắt sống hay không cũng chẳng có gì khác biệt huống chi thành đại hiệp có vết thương trên người vẫn nên tĩnh tọa điều dưỡng cho tốt Giọng hắn ôn hòa không hề gượng ép chút nào, cũng đều là lời thật lòng cả. Thành Ôn Bảo nâng chén uống cạn, Bích Lạc cung làm theo cách này, nếu người tới quá đông không thể bắt sống từng tên thì làm sao nắm được phần thắng? Tùy người có tham vọng phải về Lạc Thủy, nhưng nếu người trong cung chết hết trong trận này thì chẳng phải sẽ trái với ý muốn ban đầu của ngươi sao? Huyền Úc Nguyệt đán khẽ cười, ta cũng không định bắt sống từng tên. Chỉ cần khống chế được tình hình mà không phải giết ai là đã đạt được mục đích rồi." Thành Ôn Bào thoáng đổi sắc mặt, "Vậy làm sao ngươi thắng được?" Uyển Úc Nguyệt đán nhàn nhạt, nhạt cười, "Quyết định thắng thua không do ta, trận chiến đêm nay cũng không phải chuyện riêng của Bích Lạc cung." Thành Ôn Bào cau mày, "Đường lệ tư." Uyển Úc Nguyệt đán khẽ xoa bình rượu, mông diện hắc tỳ bà, thiên hoa bạch y nữ, chẳng phải chỉ có một người đáng chết thôi sao?" Hắn vừa nói dứt lời, trên thanh sơn nhai đối diện Miêu nha phong chợt vang lên một tiếng đàn, lập tức ngàn non cao đáp lại, vạn khe suối vọng về. Thành Ôn Bào giật mình, sau đó thở ra một hơi rất dài, đây không phải âm sát, nếu hắn đứng trên núi cao thi triển thuật âm sát thì chỉ e gầy một tiếng sẽ gây ra vô số thương vong. Uyển Úc Nguyệt Đán đưa chén không về phía Thành Ôn Bào, Thành Ôn Bào rót rượu cho hắn. Uyển Úc Nguyệt Đán vẫn mỉm cười yếu ớt ôn hòa lại hết sức kiên trì bình tĩnh. Rốt cuộc là thương vong vô số hay bình an vô sự, thì phải xem bản lĩnh của đường lệ từ cao thâm đến nhường nào. Trên đỉnh núi tuyết xa xôi, sau tiếng đàn kia lại vang lên tiếng tỉ bà tham thầm. Âm thanh này trong veo u buồn, lặp đi lặp lại cùng một giai điệu, giống như từng nốt nhạc từng nhịp đàn đều đang âm thầm hỏi cùng một câu. Câu hỏi này mơ hồ không rõ, người ta chỉ nghe rõ ở đoạn cuối có một âm hưởng vang vọng lay động lòng người tựa như một câu hỏi, càng không nhịn được muốn yên lặng lắng nghe, tiếng tỷ bà kia rốt cuộc đang hỏi điều gì. Tiếng đàn trong trẻo thánh khiết vô cùng, bày tỏ tấm lòng thanh bạch vượt ra ngoài cõi phàm trần. Ngón tay ung dung gầy, dường như có thể thấy được khí độ trầm ồn khoáng đạt của người đánh đàn. Hắn giống như một trường giả với đôi mắt tịch mịch, đứng trên đỉnh cao cô độc hỏi chúng sinh, chứ không phải một tên cuồng ma trốn nhân gian ôm ấp dã tâm bừng bừng. Tiếng la hét chém giết trong đình viện bỗng trở nên ồn ào, mơ hồ nghe được cả những âm thanh điên cuồng. Dường như tiếng đàn trong chẻo thánh khiết kia lọt vào tai khiến mọi người vui mừng đến phát điên, có thể vì tiếng đàn xa xôi thăm thẳm ấy mà đi vào chỗ chết. Mấy thiếu nữ áo trắng đua nhau la hét, ra tay càng thêm dữ dội, chẳng thèm phân biệt đúng sai, cứ thấy bên cạnh có người nào khả nghi là hạ sát thủ luôn. Trên thanh sơn nhai, chỉ vân và thẩm lang hồn đứng dựa lưng vào nhau, tóc tai quần áo tung bay phần phật. Đúng vào lúc mai hoa dịch số chậm chậm bước lại gần, tiếng đàn trên miêu nha phong cất lên, lặp đi lặp lại giống như gió thổi rơi giọt nước đọng trên mái hiên, giọt nước ấy lại rơi xuống mặt hồ khơi lên những gợn sóng lăn tăn, hỏi từng câu từng câu, vừa giống lại vừa khác nhau. Nó hỏi một tiếng, mai hoa dịch số tiến lên một bước mái tóc rối tung của cuồng lan vô hành cũng xẹp đi một chút nó hỏi thêm câu nữa chỉ vân và thẩm lam hồn chợt cảm thấy âm thanh xung quanh mình im bặt dường như gió núi rừng thổi trăng sao ngừng sáng giữa núi sông nhật nguyệt chỉ còn lại tiếng đàn này thì thầm hỏi thế gian một câu hỏi xưa nay khó tìm đáp án tiếng sáo đột nhiên dưới vách núi tối tăm giữa mây trắng ẩn hiện có người cầm sáo thôi Người này thổi một điệu nhạc giống hệt người đánh đàn trên ngọn núi đối diện, vẫn là một câu hỏi trong veo như thế. Chẳng qua y không thổi đi thổi lại một giai điệu hỏi kia, mà sau khi hỏi được hai lần, tiếng sáo trở nên trầm thấp, điệu nhạc cũng chậm hơn, giống như lặp lại câu hỏi kia hết sức dịu dàng. Ngay sau đó điệu nhạc vút lên cao, giống như giọt lệ của cô gái hái sen rơi xuống nước khơi lên những gợn sóng, từng tầng từng lớp, từng tiếng hỏi khẽ hòa với những lời bày tỏ lạnh lẽo thê lương, bồng bềnh bay lên từ dưới vách núi. Tiếng đàn như nước mắt từ hàng ngàn ngọn núi vọng về, khiến người nghe được cảm thấy tan nát cõi lòng. Gặp ai tâm lý yếu còn rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay, chỉ muốn trốn vào một góc vắng vẻ để khóc dấm dứt một trận cho thỏa lòng. Khi tiếng sáo vang lên, tiếng đàn tỳ bà ở đỉnh núi đối diện liền ngưng lại chỉ còn nghe tiếng sáo trầm lắng như tiếng khóc nỉ non êm dịu. Sau khi làn điệu dịu nhẹ ấy đã khóc cạn nước mắt, lại có người lại khẽ gầy đàn tỳ bà, như đập nát vài cơn mộng mị ngắn ngùi. Còn chưa thành một giai điệu hoàn chỉnh thì tiếng đàn bỗng dưng im bặt, bốn bề trở về với yên tĩnh. Động tác của những người đang đánh nhau trên thanh sơn nhai đã dần dần chậm lại. Sương trắng ngày càng mờ mịt lan ra, lướt nhẹ vào góc phòng và lên mái nhà. Chỉ trong giây lát không ai nhìn thấy gì nữa, tiếng đánh nhau cũng ngừng. Chỉ Vân và Thẩm Lam hồn đối mặt với Mai Hoa dịch số và Cuồng Lan vô hành. Tiếng tỷ bà ngừng lại, hai người kia lập tức đứng yên không nhúc nhích, giống như con rối gỗ bị đứt dây điều khiển. Bạch Tố Sa cầm đao chỉ vào Chỉ Vân khẽ quát, lùi lại. Bốn người còn lại nghe nàng nói vậy thì vội vã rút lui, nấp vào rừng cây, Bạch Tố Sa cũng lùi theo họ vào rừng rồi mất dấu luôn. Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn vẫn không thôi cảnh giác, ngưng thần tĩnh khí, theo dõi sát sao từng hành động của kẻ địch, không dám lơ là mảy may. Trong khung cảnh yên tĩnh và bí hiểm ấy, một bóng người xuất hiện trên dây thừng quá thiên, mặc áo xám đi từng bước, tóc bạch kim bay phất phơ. Bóng người vừa xuất hiện đi kèm với một âm thanh vang vọng trời đất, băng tuyết trên đỉnh núi lở xuống ầm ầm, lao vào người tóc bạch kim đang muốn đi về hướng hầm thủy tinh. Mọi người hô khẽ một tiếng, chỉ vân, thẩm lang hồn, mai hoa dịch số, cuồng lan vô hành đều trào máu miệng, vết thương của thành ôn bào lại càng trở nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Uyển Úc Nguyệt Đán tuy không bị thương nhưng trái tim cũng đập loạn xả, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Keng một tiếng, chén rượu và bình rượu va vào nhau vỡ tan tành. Uy lực của tiếng đàn lại mạnh đến mức ấy, tiếng đàn này không nhắm vào những người ở Thanh Sơn Nhai, mà nhắm vào người tóc bạch kim kia âm sát lọt vào tai khiến ai nấy đều bị thương. Vậy mà đối tượng bị tiếng đàn nhắm trúng lại ung dung bình thản, không dụng một cọng lông. Y bước lên khối băng ở cửa hầm thủy tinh, băng vỡ tuyết đỏng từ đỉnh núi đổ xuống ảo ảo, lướt qua bên người Y, vang lên những tiếng ầm ầm nhưng không thể lại gần Y trong vòng ba thước. Từ xa nhìn lại tưởng như Y đang một mình lội ngược dòng băng tuyết điên cuồng mà tiến lên, phất tay áo khơi lên vạn trượng sóng gió, cuốn vụn tuyết bay ngàn dặm mà người vẫn đứng yên không hề dao động bước lên hầm thủy tinh đường lệ từ chắp tay sau lưng bước lên những tảng đá lớn và khối băng vừa sụp xuống từng bước từng bước hướng lên đỉnh núi hầm thủy tinh nằm nơi sườn núi mà người đánh đàn lại ở trên đỉnh núi thế là y bước từng bước khí độ ôn hòa đạp băng tuyết mà lên chỉ còn lại vài người chưa bị làn xương trắng vùi lấp là dõi mắt nhìn theo bóng lưng y từ xa chẳng bao lâu sau bóng áo xám đã hòa mình vào màu băng tuyết không thể nhìn rõ, mà tiếng đàn kinh thiên động địa kia cũng im bặt. Mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đột nhiên cử động, hai bóng người vội vã rút lui, dường như có người vừa ra mệnh lệnh mới cho họ. Nhưng lùi đến bên vách đá, hai người này bỗng dừng lại. Chỉ vân và thẩm lang hồn đảo mắt nhìn sang, phát hiện dây thừng quá thiên đã đứt. Không biết vừa rồi tuyết lờ làm đứt dây thừng, hay tiếng đàn vừa rồi vang lên vốn nhằm mục đích chặt dây. Lối đi nối giữa thanh sơn nhai và chân núi bị chặt đứt, lẽ nào mấy trăm người sẽ ôm nhau chết ở đây? Lẽ nào chủ nhân tiếng đàn đêm nay lên núi căn bản không phải để chiến thắng, mà để giết sạch? Chặt đứt dây thừng dẫn xuống núi, chặn đường lui của tất cả mọi người, kẻ thắng cuộc chỉ có một, chính là cái người chưa từng lên thanh sơn nhai kia. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn